SEA Games 31, phù thủy bia Philippines sẽ khiến người hâm mộ phát cuồng. Philippines là một trong những nền thể thao có tiếng tại Đông Nam Á. Tại các kỳ SEA Games, đoàn Philippines luôn có số lượng vận động viên đông đảo và giành được nhiều thành tích khá ổn định. Ở SEA Games 31, Philippines cử đến Việt Nam 656 vận động viên, trong đó có một người rất đặc biệt, có thể nói là lớn tuổi nhất tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay, Efren Rayet. Efren giờ đã 67 tuổi, hơn 3 tháng nữa ông sẽ tròn 68 tuổi. Tên đầy đủ của ông là Efren Bata Manalang Rayet. Bata trong tiếng Philippines có nghĩa là cậu nhóc, là một từ đệm được gắn vào tên của ông để phân biệt với một Efren khác, lớn tuổi hơn và cũng chơi bia. Ông là vận động viên bia chuyên nghiệp hàng đầu thế giới với biệt danh phù thủy hoặc nhà ảo thuật. Trong sự nghiệp, Efren Reyes đã chiến thắng hơn 100 danh hiệu quốc tế. Cho đến giờ, với nụ cười mó mém vì không trồng răng, ông vẫn là ngôi sao giản dị và khiêm tốn bậc nhất. Giới bộ điệu đang rất kỳ vọng sẽ lại được chứng kiến những đường cơ ảo diệu của phù thủy người Philippines ở SEA Games 31. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.